thấy bả hiền mà giống nhà quê, mình cũng ở nhà quê mà giống các nhà quê, mới thương cái tình cảm mới gắn bó lâu dài. Dạ, ông mới hỏi mình nhiêu tuổi cái mình nói mới bước qua 18 tuổi vậy. Vậy anh nói bà anh đi cưới nha, cái là cô sợ. Cái là mình sợ, mình còn đi học với lại mình nhỏ, mình chưa có gì, mới bước qua 18 thôi. Cái là sợ là cái cũng tránh né né ổng á. Đồ á, em vợ, chị vợ, một thao này, ba thao luôn. Mình giặt hết luôn. Lần sớm thấy á hả, trời ơi, mười giỏi quá. Thôi bỏ vợ đi về chỗ đầu, cực quá. Rồi chiều ăn cơm không dám ăn cơm. Sao vậy? Ăn thứ nhất là chị em có bà chị vợ, bà cũng khó khăn lắm. Ăn chỉnh chén rồi xong, nó no. Không dám ăn miếng thứ hai. Đúng rồi, rồi đói lắm. Con mời cô chú uống nước nha. Dạ, cảm ơn Ngọc Lan. Được chương trình Tình Trong Năm rất là vui khi mà được chào đón anh chị đến tham gia chương trình. Hiện nay anh chị đang sống ở khu vực nào ạ? Dạ, ở quận 12, phường Thịnh Xuân. À, nhà kinh doanh xe, cho thuê xe 7 chỗ đến tới 29 chỗ. Xe du lịch đó hai chú ha. Bữa nào mình lên xe thuê xe 29 chỗ đi hai, hai chú cháu mình đi chơi, dạ. Vừa đi vừa ngủ trên xe luôn. Ngày xưa thật là xưa đó. Thì anh chị có nhớ rằng cái lần đầu tiên anh chị gặp nhau trong trường hợp nào? Anh đi du kích á, du kích xã Tân Thông Hội, Củ Chi á. Rồi tình cờ bả cái trường sư phạm đưa về trên đó để đi thu mua lúc thời gian khó khăn. Đi thu mua gạo á Quyền Linh. Dạ. Năm 78. 78 ạ. Bả đi thu mua mấy tháng, bả đi về Sài Gòn. Bả học sư phạm, cũng ông trời cũng sắp đặt. Rồi mình mới đi bộ đội, đi kiểm soát quân sự, đi về thành phố. Thì cái tình cờ đó mới nhờ bạn mới liên lạc, mới gặp được bả. Mình hồi trước đi thì cũng bạn bè thì cũng nhiều, mà thấy bà xã thì cái tình cờ, cái mặt bả thì cũng hơi ngó ngáo giống nhà quê. À, cuối năm 79 thì ngày cưới. Đúng rồi, ngày xong cưới. Bắt đầu á là mới xin bả dẫn về nhà để coi, lúc đó mình ở 38 Lý Tự Trọng. 38 Lý Tự Trọng bắt đầu thì xin trường phép. Sư phạm của mình là Trần Đại Nghĩa, bây giờ là 20 Lý Tự Trọng, cách có cái ngã tư Đồng Khởi à, thành ra ổng mới đi kiếm được. Đó thì đó mới là nhân duyên. Xong rồi lúc đó là hai đứa mới quen sâu sắc hơn. Nhưng mà cái ấn tượng gì khi lần đầu tiên anh gặp chị? Thấy bả hiền mà giống nhà quê, mình cũng ở nhà quê mà giống các nhà quê, mới thương cái tình cảm mới gắn bó lâu dài. À, tức là mới gặp á là thích thôi, tại vì thấy em xinh, em dễ thương, em ngố, em hơi ngố ngố hợp ý anh. Nhưng mà đến khi mà em sanh cho anh một đứa con rồi mới cảm nhận được cái tình yêu của em dành cho anh quá nhiều. Đúng rồi. Nên là anh rất là thương em. Thì từ đó Quyền Linh rồi cái trở đi dài á là sống vợ chồng gắn bó với nhau, là không có cãi giả, mà không có đánh đập cái gì hết á. Mình mà ra chạy xe trong cái thời gian ở nhà một tuần lễ á, chạy về á là đồ đạc để đó, anh về anh giặt, trời ơi, nấu cơm nấu nước, tự mình đi lo cho vợ, bị vợ mất bế con thì cái đó mình phải thông cảm cho một người vợ. Cô, nhưng mà lúc lần đầu tiên cô gặp chú là cô thấy chú làm sao? Cô gặp chú á, cô nói cái ông này già khú đếp, lớn hơn cô tới 4 tuổi. Còn cô lại đi học là tất nhiên ngang ngang không. Nói cái ông già, ông mới hỏi mình nhiêu tuổi cái mình nói mới bước qua 18 tuổi vậy. Vậy anh nói bà anh đi cưới nha, cái là cô sợ. Cái là mình sợ, mình còn đi học với lại mình nhỏ, mình chưa có gì, mới bước qua 18 thôi. Cái là sợ là cái cũng tránh né né ổng á. Ba ảnh là bà nhỏ hơn ông nội của chị là 2 tuổi, không có xứng xưa già. Ba đi xuống 10, con là con út. Con thương ai á, con nói đi, ba đi cưới cho, ít nhiều về ba đi cưới cho, rồi ba yên lòng nhắm mắt, chứ không có, ba mà mất là không ai cưới. Rồi cái vậy cái ổng mới nói mình, cái mình mới về nói má mình, là nói má mình, ừ thì kệ người ta già, người ta nói thì con dẫn người ta vô đi chứ.
Ở nhà má cũng có đứa em út 3 tuổi. Bây giờ người ta sinh mình mới mốt rồi, mình không cho rồi mốt mình đi sinh người ta là sao? Cái mới dẫn vô. Dẫn vô ba cũng không chịu nha, ba nói mới có bước 18 tuổi mà gả cái gì? Mà đã vậy gả về nhà quê nữa. Là ba mình không chịu, mà má mình thì chịu. Má mình nói Thanh Thanh tao mới gặp nó, tao thương nó lắm. Nó đẹp trai với lại nó nói tiếng Nam. Nói tiếng Nam là thích. Cuộc đời của anh là chưa có yêu cô nào, chưa quen cô nào? Chưa. Lần đầu tiên mối tình đầu luôn. Đúng rồi. Cô nhưng mà lúc đó họ chưa có thương chú rồi sao cưới, sao chịu cưới? Nghe lời mẹ, chưa có hẹn họ, không có hẹn mà đi xem phim, không có hẹn mà đi đâu nha. Không giao lưu tình cảm luôn không đó. Không giao lưu, chứ đứa trong bộ đội, đứa trong sư phạm, đứa còn đi học. Rồi cái ông này ông nói gì cái mình về mình nói mẹ mình. Cái mình vừa nhổ tóc cho mẹ mình, cái mẹ mình nói Thanh, mẹ nuôi con trưởng thành rồi, thôi con nghe lời mẹ, trả hiếu cho mẹ cái bước lên xe hoa. Nghe lời mẹ đi, mẹ lo hết. Mà thiệt, đẻ đứa nào là mẹ lo hết. Ủa tiền đâu nuôi, cô cháu nghèo lắm. Không có yêu, không có nắm tay, chưa lời tỏ tình chưa, nào. Chưa, đồng nghĩa gì tới. Trong lớp thì cũng có anh trai. Cái ổng nghe là chị là hết thu mua rồi, đi về Sài Gòn thành phố. Ổng từ Cầu Bông. Từ Cầu Bông lên tới phòng lương thực của Củ Chi, là ngay cầu dừa Củ Chi. Ổng đạp xe đạp lên, lấy vô ông giác cái súng nữa. Người ta sợ rồi còn giác cái súng nữa. Thứ nhất là ông sợ là mới chưa cái gì hết trơn, nó hồi đi cưới. Rồi đó dạy cái nghe tụi chị về sư phạm học lại á, giác cái súng lên kiếm chị. Sợ quá, kêu bạn trai chung lớp á, Thanh chở mình đi về để cho ông này, ông thấy cho ông đừng đi theo, nó ghê quá, ông này ghê quá. Rồi sao chú, lúc đó là chú có phát hiện ra không? Phát hiện, thấy bạn chạy chở ra, mình cầm khẩu súng, đúng rồi, lúc đó là cũng đang nóng luôn tay. Đúng rồi. Khẩu súng lên thì là lúc đó là đông quá. Thôi kệ, cho tự đâu đi, đâu tự. Đó, xong bắt đầu mới sau này bắt đầu mới là liên lạc được. Ủa không có yêu nhau rồi đám cưới sao ta? Lúc đó lại sao có cái tình cảm. Nhưng mà khi mà đám cưới thì mình có khi cũng vui. Vui là cho mẹ mình vui, rồi có khi cũng nghĩ thấy buồn. Vậy rồi đâu yêu ông này đâu có biết ông này là ai, tự nhiên đám cưới. Tự nhiên đám cưới. Cưới rồi người ta nắm tay thì chắc phủi tay người ta ra quá à. Mà cái ông này ổng không có nắm. Trời đất. Trời ơi. Rồi thôi, cầm bó hoa đưa tặng vậy thôi, chứ cũng không có mà tình cảm vậy á. Cái đêm đầu tiên mà mình chính thức là vợ chồng với nhau á. Thì vậy nè, tại vì đi về Củ Chi mà đó là Noel, mà ở nhà mình ở đây thì ấm. Củ Chi thì nhà vách đất lạnh lắm, để cho ổng ôm lạnh thiệt lạnh, mà người ổng thì nóng tới giờ người ổng còn nóng nè, thì để cho ổng ôm chứ lạnh quá. Nhưng mà con nói anh ơi em lạnh quá, bây giờ làm ơn Phước ôm thôi nha. Bà ôm thôi nha, ôm thôi nha, chứ tôi chưa thương đó. Con nói gì không cô? Lúc đó ngu thế mà ổng nói gì đâu. Mình thấy lạnh quá rồi, thôi mình để cho ổng ôm. Ổng ôm không vậy đó. Ổng ôm rồi tự ổng làm gì ổng làm rồi. Lúc đó là mình cũng xuôi tay nhắm mắt. Cái tình cảm nó sẽ tới rồi. Cái gì mà cứ nhắm mắt bóp cò đó hả? Bây giờ thì anh chị có mấy cháu rồi? 4 cháu. Con cháu lớn nhất là sinh năm tháng 12 80. Cái tới con gái sinh tháng 1 83. Tới con trai sinh 1 tháng 1 85. Dạ. Cái 10 năm sau. Ông biết không? Em có một đứa con gái á, mày mốt gả là nó đi rồi. Giờ mình đẻ đứa con gái nữa em. Cái đi lấy vòng. Chú bộ đội, đi bộ đội nữa rồi kinh tế cũng không được khá giả lắm mà mình làm lúc 4 phát súng thì sao nuôi được. Cho nên mới là buông cái này bắt cái xong, kia. Xong nói lôi làm á, đạp xích lô nhà quê mà. Mới lớp 7 là dữ lắm rồi. Đi về thôi không mấy nói mẹ vợ. Rồi cho nhập hộ khẩu ở Bình Thạnh. Là ở rễ đó hả? Đúng ở rễ nhập hộ khẩu nơi Trăng Đông. Xong á, chỗ đầu về đó mới mua xích lô chạy. Mà lúc thời gian đó năm 80 là xích lô đạp nó phê lắm Quỳnh Linh. Từ giấc 5 giờ sáng chạy suốt luôn tới chiều 6 giờ chiều. Xong rồi về còn trễ củi. Trễ củi mà củi bi á Quỳnh Linh, rồi bắt đầu mới cưa ra 4 tấc. Củi bi là nó một tròn thước. Rồi xong nó một thước. Đúng cái rồi. Mới cưa 4 tấc. Có em vợ nữa, em vợ cũng nhỏ. Để trẻ cho nó dễ đó. Để trẻ ra bó củi bán. Khúc vậy nè. Đất Củ Chi nhiều lắm. Xong rồi bắt đầu mới về trên đó, mới lao động trên đó. Vừa lao động trên đó mà vừa về bên vợ làm phụ. Thậm chí nó thiệt với Quỳnh Linh. Đồ em vợ, chị vợ,
một thao này, ba thao luôn, mình giặt hết luôn. Tại vì mình mình là chính chị em, mình chỉ có nhỏ hơn một chị cả thôi, còn mình là kế luôn, rồi còn bảy đứa em mà lúc đó em út là 3 tuổi. Trên sớm thấy hả, tự mười giỏi quá, thôi bỏ vợ đi về chỗ đầu cực quá. Biết bao nhiêu chồng sớm dưới suối biểu bỏ vợ đi về quê đi, bị cực quá. Con thấy cô chú là bây giờ phải tách cô chú ra. Thì Quỳ Linh đi, mà anh qua đây với Quỳ Linh tâm sự. Quán nước tình trăm năm rất là vui mừng đón chú bộ đội. Đây có các thức uống. Bây giờ chú du kích thích dùng thức uống nào? Trở lại thanh xuân hả? Trở lại thanh xuân. Dạ. Rồi đây, mời chú đội dùng thử một tí trả lại thanh xuân coi sao. Mời Quỳ Linh dạ. Dùng. Xin mời anh. Vậy là mình làm rễ được bao nhiêu năm anh? Cỡ 5 năm á. Mình vừa chặt củi, chở củi đi bán, vừa giặt quần áo cho anh chị em trong gia đình. Xong làm được điều đó. Mình ở bên vợ thì phải coi cái nếp sống của bên vợ á, là dân Sài Gòn, thì cái sự việc gì cũng nên ráng cố gắng làm. Rồi để thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư vẫn ở nhà vợ luôn. Đúng rồi, ba đứa thì ông và vợ mới cho cái phần đất ở 181A nơi Trang Long, 81, 82 á. Lúc đó là khó khăn lắm, đi xích lô cả ngày, xong trễ củi phụ chiều á, rồi chiều ăn cơm không dám ăn cơm. Sao vậy? Ăn thứ nhất là chị em có bà chị vợ, bà cũng khó khăn lắm. Ăn chỉnh chén rồi xong, nó no. Không dám ăn miếng thứ hai. Đúng rồi, là đói lắm. Rồi phía vợ biết ý, cỡ 8 giờ tối vợ nấu cơm để ăn sáng. Rồi vợ có nấu cơm nhiều một chút, rồi bắt đầu mới bới lén mấy chị em đem lên tô. Rồi lúc đó là ăn, nói thật với Quỳ Linh lúc đó là cũng khổ lắm, mà mình phải ráng chịu đựng. Cái thời gian sau này mình đã được cái hộ khẩu chuyển về bên vợ đó, sau này bắt đầu mới ráng cố gắng. Nhưng mà sao lúc đó mình không về Củ Chi ở? Lúc đó nó ngay ba mẹ mất hết, anh chị thì xa hết, có cái nhà cấp 4 mà về một mình á thì cũng hơi buồn, mà kêu bả về thì bả không về. Rồi sau này trở lại thấy sự việc vậy đó, bắt đầu bả mới về trển, mình mới làm rẫy làm ruộng, mà xong rồi bắt đầu trở ngược lại về Sài Gòn dạy, mới có cái nhà đó ở 181A nơi Thăng Long. Nếu so lại Quỳ Linh biết làm xe làm cổ là mình tự mình đứng ra làm, còn bả là giáo viên, tiền bạc mình không nói tới hết á. Làm thí dụ một năm bỏ ngân hàng xong rút ra mua xe vậy đó. Vợ chồng có 4 đứa con, dâu rể cho ở nhà hết, có ai vậy đâu Quỳ Linh. Coi như tứ đại đồng đường ở nhau không, ở chung luôn. Ở chung luôn, cho mỗi đứa vậy lầu. Từ lúc mà đi bộ đội về đó mới lấy chị đó, thì xung quanh cũng có nhiều bông hồng ở trong xóm kìa, anh có để ý không? Đúng rồi, không dám để ý, lúc đó đạp xích lô nữa, khổ lắm. Lúc đó chạy xe hơi chắc để ý nha. Lúc mà lên xe hơi là chạy rồi á, đúng ra mình không lưu ý chuyện đó, mình suy nghĩ trong cái đầu mình là đã từng khổ rồi, tiền không đủ cho vợ con, bây giờ lúc đó là con nhỏ chưa cứ hỏi, rồi bây giờ thay thế mình táp vô những điều đó là tiền mình sẽ ngắt bớt qua phần nào thì tội cho vợ con. Thế là khi mà mình dướng vô chuyện đó thì mình phải chi một số cho vụ đó ha. Đúng rồi, là tội cho vợ con. Đúng ha. Rồi. Calo Sugar mới ít đường, tiêu hóa khỏe, trẻ cơ xương khớp. Nãy cô đang kể tới cái chuyện gì mà ghen đó cô. Chuyện mà chú ghen á, hồi xưa mấy cái người mà đeo đuổi cô giờ còn liên lạc với cô không? Thì đó, thì đeo đuổi á là chung sư phạm, họp lớp là vẫn còn, hiểu không? Nhưng mà cái lát tối kia, cái chú biểu, ôi cái thằng môi chì đó, ông gằn lên, ông ấy là mình biết không, nhưng mình mới cười. Có cái bao mình... giờ ghen quá không cho cô đi học lớp luôn không? Không, không có, ông cũng vẫn tạo điều kiện. Chú là ở Củ Chi, chú mới học lớp 3, nó chênh lệch, thành ra có khi là mâu thuẫn dạy con cái không? Nữa con ha, dạy con cái mâu thuẫn, sau 4 đứa là cô dạy hết, chú im lặng đi. Rồi vậy mới im luôn. Giờ mình nói về thật xấu của chú đi cô. Chú bịch lỗ tai lại đi. Chú đi rồi mà biết đâu biết chú về giờ nào.
cái mình đang ẩm còn, nhưng mà có sớm có trễ cũng bắt cái nồi cơm đi, rồi mua một cái chai nước mắm thiệt ngon đại đó. Là tật xấu của chú là ăn cơm rồi về là chỉ có nồi cơm nóng là ông chan, ông dầm nước mắm ông chan vậy thôi à. Chạy xích lô, nhà là cũng mặt tiền nơi Trăng Long. Cái vô ăn cơm tới giờ cơm á, khi mà vô ăn cơm thì phải đem cái xe vô luôn, cứ để cái xe đó. Cái đang ăn nửa tô, người ta kêu thì tiếc bỏ cái tô ra. Mới có 2 năm xuất huyết tiêu hóa. Lúc mà đi bộ đội là đã bệnh, là đã cho uống aspirin là mạnh rồi. Rồi cái giờ vừa đạp mà vừa mới bỏ tô cơm đạp nữa. Cô nói làm như vậy là đau bố tử. Cô biết ăn cơm đem xe vô. Yeah. Cái lúc xuất huyết tiêu hóa hả, là cái thằng sinh năm 85 hả, mới có 1 tháng 10 ngày hả. Trời ơi. Ôi ơi, chở vô tới bệnh viện, mai là nhà mình 181 bệnh viện số 1 gần nha. Mới yeah. cứu được chứ mấy là ở xa chút là tiêu. Ói ra máu luôn. Cho nên giờ chú là bị cắt 2/3. Dạ. Yeah. Chú xấu là xấu một cái, ăn uống với lại xấu một cái là không nghe lời cô, thành ra mới bệnh. Rồi bây giờ tiểu đường vậy nữa, ăn rau nhiều vô, ăn đồ ăn vô, không có đâu. Bới các tô cơm. Tô cơm ăn cơm. Ăn cơm. Nông dân bộ đội cho nên là chỉ là mới cái chừng tháng nay thôi cô la dữ lắm rồi mới chịu ăn một chén cơm với lại ăn rau, ăn đồ ăn vô. Chạy xe là chỗ này chỗ kia hủ tiếu hủ tét rồi nha. Ít khi nào á. Kiếm cho tới có cơm mới ăn, có cơm mới chịu. Đúng không cô, con có nhiều người bạn như vậy đó. Ăn... không có ăn hủ tiếu, không có ăn cái giống gì đó. Làm gì làm phải ăn cơm à. Có bữa kiếm nhầm cơm thiêu. Trời ơi trời. Tay đi tỉnh á. Rồi về bị Tào Tháo rượt. Ổng mới là không có mập nổi, mới lên được 65kg cái xuống còn 60. Lên rồi cái xuống, lên rồi. Giận quá ha cô, mình chăm quá chị chăm luôn, không nghe lời mình. Người ta muốn ăn cơm vậy là tốt rồi. Rủ ổng muốn đi ăn, ở với mệt. Củ Chi mà xưa giờ khó khăn khổ ăn cơm là chính linh đi. Cứ chơi tô cơm thì trang cái gì chắc vô bụng. Chào nước tương, nước mắm. Thậm chí ăn muối với tấp mỡ cũng đúng ngon rồi. Đúng. Ở Củ Chi là tấp mỡ. Thành ra là thôi, ăn cơm để trong ăn cơm. Thật ra cặp đôi này rất là dễ thương, bởi vì là những người cùng cam cộng khổ ngay từ những cái giây phút đầu tiên. Nên những cái gọi là tình yêu dành cho nhau nó lớn lắm. Dạ. Thêm một điều nữa là cái nghĩa đó. Hôm nay sẽ có một cái clip nào đó, không biết nó như thế nào hả Lan? Nói chung là một món quà. Đúng rồi. Dạ. Ba ơi, xưa giờ con ngưỡng mộ ba lắm. Tại vì ba thương mẹ, ba cũng thương con nữa. Từ lúc nhỏ thì do là nuôi 4 đứa con, nên là phần ngon ba để cho tụi con. Ba chỉ ăn cái phần nước, ví dụ như là nước thịt, nước cá hoặc là nước tương, nước mắm. Cơm với lại nước tương, nước mắm ba vẫn ăn được. Ba nói là không răng ba đau, hay là ba nhai không nổi thịt nên ba không ăn thịt, ba không ăn cá, ba sợ mất xương, ba sợ mất răng. Nhưng mà tụi con biết đó, cái phần đó là ba để dành cho tụi con. Ba mắc bệnh trong người cũng là do ba hai đi làm để nuôi được con. Ba bị ngọt tử của ba bị cắt còn có một chút xíu thôi, mà ba ăn uống xưa giờ kham khổ, ba ăn cơm với nước tương cũng được, ba để lại thịt cho tụi con. Tụi con rất là thương ba. Ba ơi, giờ tụi con lớn rồi, tụi con có thể làm ra tiền, tụi con có thể nuôi bản thân và nuôi cả con của tụi con. Nên và tụi con có thể nuôi được ba và mẹ. Nên là ba ráng ăn vô, ba ăn uống vô để có sức khỏe mà. Ba phải ở sống lâu với tụi con mà cái mẹ. Xưa giờ mẹ là công chúa nhỏ của ba rồi. Ba thương yêu chiều chuộng mẹ từ lúc mà ba mẹ mới lấy nhau về. Tính của ba hơi nóng, thì khi ba mẹ nói chuyện thì hơi không đồng nhất ý kiến, thì cũng có hơi cãi nhau. Nhưng mà ba luôn là người làm lành trước. Ba với mẹ không bao giờ mà giận nhau quá nhiều ngày hết. Thường là buổi sáng cãi nhau là buổi chiều đã đồng hòa rồi. Mẹ em được ba cưng quá nên là tính hơi vô tư, hơi vô tâm với ba. Nên là mẹ ơi, mẹ ráng chăm sóc ba, mẹ phải yêu thương ba nhiều vô. Tại vì ba lúc nào cũng thương mẹ hết á. Còn sau khi mà mẹ bị tai nạn á, thì tai nạn thì có vô thuốc uống mê á, nên là nhiều khi mẹ có hay quên trước quên sau. Bác sĩ báo là còn 10% nữa là bà đi.
Em thì thật sự là lúc đó em không có ở bệnh viện được, tại vì lúc đó em còn phải con lo con nhỏ, em với chị dâu ở nhà lo con nhỏ. Ở bệnh viện thì chỉ có ba với mấy anh ở đó. Ba rối bời lắm, ba lo cho mẹ dữ lắm. Ba có nguyện với ông bà nội là phù hộ để cho mẹ phẫu thuật thành công, thì ba sẽ xuống tóc. Thì cái lúc mà phẫu thuật xong nghe nó ra là sáng ngày hôm sau là em thấy ba xuống tóc. Thật sự là mình là con gái mà mình không có được như vậy nữa. Mẹ mình nằm đó mà mình không dám nó xuống tóc mà ba. Nhưng mà cũng may là mẹ đã khỏe mạnh. Cảm ơn ba, tại vì ba đã thương yêu mẹ và tụi con. Thì em có rất nhiều bộ phim ngôn tình, thì ba em chính là sát ca ngôn tình trong lòng em. Thì nếu như và sự có kiếp sau thì con mong kiếp sau con vẫn làm con của ba mẹ. Mỗi lần cứ xem gì mà cái có hình ảnh của người cha là Ngọc Lan lại khóc như vậy đó. Nếu như ai còn cha còn mẹ đó thì quá hạnh phúc rồi. Con nói ngoài lề một chút xíu, lúc mà ba con mất ở nhà con khổ, cũng giống như chú vậy đó. Mẹ con cũng đồ ăn là cứ nhường hết cho anh em. Và cũng là những cái câu nói dối mà lúc đó tụi con còn nhỏ, tụi con vẫn tin. À, người sẽ nghiệp nhiều lắm rồi, nên giờ mẹ ngán mẹ không ăn, chỉ ăn cơm với nước mắm thôi. Người lớn là như vậy đó. Bao giờ cái tình yêu thương con cái nó bao la như trời biển vậy. Họ có thể nhìn đói, họ có thể làm cho con vui, mặc dù trong lòng họ rất là đau, mặc dù họ bệnh hoạn, nhưng mà họ vẫn nói với con cái là ba mẹ khỏe lắm. Ông nói ăn thịt dính răng. Để cho con mình nói tiếng để cho con ăn á, con lớn rồi thì có cháu, thì cái đó mình không nói để cho cháu ăn. Con giờ con còn dành ăn với con mới bởi con thấy xấu hổ. Xấu hổ mà đòi làm dâu tôi. Ảnh về cái nó mình lại còn nít 18 tuổi mà ảnh lo hết. Rồi có thấy là mốt mà tới đẻ con là chưa, không biết dạy thôi thì mình dạy. Thì thôi có vậy á là cũng cảm ơn ông chồng yêu quý, là có ông chồng nên giờ mình có bốn đứa con, bốn dâu rể. Có đứa gái này nó tâm sự cho mình rất là quý giá. Trời ơi, mừng quá, cho nên mình thương ông chồng mình quá, bây giờ mới thương. Trời ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp cái người mà suối ha. Cái người mà suối thì lấy anh đó. Mời bà ngoại quốc dân. Bà ngoại quốc dân. Ngọc Lan mời bà vô đi. Bà ơi, con mời bà. Mà. Chào bà biết rồi con không? Mà má nói đi, chú nào đó nãy má nói con á, nãy má nhìn ra mà lên gì đúng rồi. Dạ. Tối nào cũng thấy chú. Bà năm nay bao nhiêu rồi? 84 rồi. Wow. 84 bà đang ở chung với ai? Ở với đứa con gái út. Chứ không phải là nhà của bà. Hai cái nhà luôn. Trời ơi. Bà ngoại ơi, giờ cũng về cũng làm cháu dâu bà ngoại được không? Đâu còn con trai đâu. Mà sau đó hồi xưa bà lại xúi con mà lấy chồng đi để trả hiếu. Con đông quá, bây giờ con có con, bác đi tới nói con là một bầy, con là cái cầu, bác phải gả, con phải gả, không gả vô nó khựng sao, phải gả cho cái cầu bước đi lên, có khuôn bước lên nặng nề cho hết, coi như đầu xuôi đuôi lọt đó. Phong thủy phải gả liền để cho nó sao nó gả được đều hết, khựng cái nó khựng nguyên một nhóm luôn. Nó chín người đứa mà không gả vô dây, gả bà ngoại ôm hết. Bà ngoại mà lúc đó bà ngoại không sợ hả? Lỡ gả đi rồi người ta khổ rồi sao? Lên thấy nhà. À, tức là bà ngoại rất có chiến lược. Là chị chưa có biết nhà nha. Rồi đi coi nhà đi trước. Thấy nhà sao mà gả chiều gả bà? Nói luôn nha. Nhà nói luôn nha. Hả? Ủa? Đó thì má nói luôn là được. Nói luôn là tôi xin phép nó, tôi nói luôn mà. Nhà đất vách phên, vách bằng cái tấm bằng tre chẻ ra làm cái cửa. À. Giờ từng nào tối ngủ sập xuống. Chứ không phải cái cửa mở ra. Nhưng nhà nghèo thế suối đừng lấy, sao nhà nghèo suối lấy? Thôi lấy đi dù bắt bù hết. Đám cưới bắt bù hết. Trời đất ơi. Thấy thương mà ngoại quá. Đi lính mà, đi lính mà. Má ra Nguyễn Huệ muốn xe hoa luôn. Đi lính mà
cha thì già quá, kêu đâu dám kêu anh xui, kêu con tiếng anh xui thấy mắc cỡ quá. Thôi chị nói mà tôi nói thằng bác nó xưng bác là con, thì ông già quá. Nhỏ hơn ông nội có 2 tuổi hả? Không, giờ ngồi đây khai gia đình hả? Khai, khai luôn, ngoại khai luôn, khai luôn, khai luôn, khai luôn má, nãy giờ tụi con khai rồi. Dễ thương mà. Má cứ khai, má cứ khai, không sao. Dễ thương mà. Rồi, dễ thương. Về sanh con ra, nuôi. Nuôi 3 tháng còn chưa cho con đi về, mà nó lại cần vợ đi về. Bác lại muốn nuôi con gái nữa, làm cho nó cứng cáp. Bác nuôi nữa. Nuôi luôn. Nuôi luôn, trời nuôi đẻ luôn. Đóng tiền nhà mụ luôn, đẻ mụ Ánh bà chịu nè. Bà mong muốn hai con của bà như thế nào? Hôm nay chúc cho hai con lời chúc đi. Đó, hạnh phúc á. Nhà cửa đàng hoàng. Xe hơi. Xe hơi nữa có nữa luôn. Rồi, hôm nay cảm ơn bà đến đây. Bây giờ anh chị đứng lên có thể anh con rể nè. Muốn nói gì với mẹ. Mẹ vợ ngày hôm nay. Hôm nay có dịp này nữa hả? Dạ. Bữa nay cũng nói với má, nhờ con có vợ là nhờ má. Thôi con cũng rất là quý trọng má. Thương lắm á. Đầu tiên hết là rể đầu tiên luôn.